Bảo Bảo chào cả nhà nha. Bữa sáng hôm nay Bảo Bảo quay anh em móc dừa nha. Hôm nay trời nắng quá rồi đây đi theo móc dừa cho cả nhà cùng xem. Tính nó thèm nước đá dừa tắt á. Nó thèm dừa tắt á. Để mời mua nửa ký tắt cho nó làm đá luôn. Trời ơi. Dính vô mắt. Vô dính vô mắt, chạy đâu có nổi. Nắng. Còn người kia đi được vòng bù nguyên á. Nắng cái ngáo quá trời cả nhà. Ngáo rồi, cả nhà ơi. Cũng có dịch là hết cái đường rồi. Nắng dữ lắm luôn nè. Nắng bữa nay là tới 34 độ á. Nắng vậy mà sao em mập gì nó mà nó không ngót lại ta. Nó nắng nó ngót chút cũng được nữa. Rồi. Giờ có ai câu nguyện hả? Nay ông Tấn không được về nhà ổng rồi nha. Móc vừa sát bên vợ rồi. Bữa vườn này của ai của cô Bông Nguyệt hả? Bồ tắm. Đây nè. Hả? Cái hàng đây nè. Bồ tắm. Được cái vườn này vô mát hả? Vô mát quá ha. Rồi vậy, con vườn sớm tẩy vô mấy áo luôn. Trời ơi, tụi nghiệp cái băng nó móc nó đẳng lên lộ điếm. Ủa ông Bảo đâu mất tiêu rồi? Nãy đi về chạy giỏ hay vậy? Có. Sao nãy dạ chạy mãi gì vậy? Thời chắc không về á? Chắc nó về đi. Còn lại ngồi xe mà, chạy xe vô. Chạy giỏ vô đây. Mất con xe về mà. Không chạy vô đây hay gì? Thấy ngồi xe hả? Thấy nó chạy vô đây. Ta rồi ông chạy vô mãi chi vậy? Ai chạy? Ông Bảo hả? Trời ơi, không kêu người ta cũng biết, không lẽ người ta móc như vừa đó người ta nghỉ. Thôi ông hai em sót con trái này nha. Cho nó ông hai tính nè. Con thấy khóc con trái rồi đó. Thôi không có con chỉ xấu rồi. Vô đi ra khỏi ra đó, đó hay thế à. Tới cái chuyện nữa. Em mới có giá. Dượng linh vậy tháng này ít hơn tháng rồi hả? Tháng rồi được mấy đó? Rồi thiên 3 thiên... Ít thôi. Ít hơn 100 như vậy. Để đi càng ít càng tốt, cái này mà có lợi gì đâu càng nhiều. Trời gió dính mát, nổi không? Nổi vô, chạy chứ ra. Mặt đường kia. Giờ đó hồi cái tháng con đi phi phim đó là mấy tháng rồi nữa còn ra mắt một đống người.
Phương sáng bị ông Bảo hốt. Có thì về anh coi bên đóng vừa cốc, Phương đóng vừa trắng là hắn đó. Có giọng thấy không? Trời đáng là mấy ông thợ hồ cũng đã luôn. Nhìn đây nhóc nhã cho giờ hết biết nhảy đúng không? Ôi, mô nguyệt nè. Mất vừa ai rồi? Vừa năm hả? Hả? Ủa nhà nó nhà ai? Gì hả? Biết là các nhà đụng đụng nhau hết biết nhà là ai đi trời. Đụng lỡ vừa quá trời luôn ha. Xong nó lỡ lỡ rồi tới đây luôn trời. Gặp người ta đi uống nước, người ta uống nước lọc cái mình xin cái hết thùng nước người ta. Tối anh Hai Tú anh đi kéo phụ phụng hả? Đi xôm. Xôm trai. Xôm phụ bả nó dứt gan thằng kéo rồi đó. À. Mới bỏ gan thằng chơi bùa. Nay trời quá nắng luôn cả nhà, anh em mần đuối dữ lắm luôn. Cái trời mưa thì đẩy không được, mà tới trời nắng thì mần không nổi. Giờ không biết sống sao cho lừa vừa lòng mình nữa. Con trái rồi tuốt bên kia gì bác hai? Bên kia nha. Lụm luôn đi. Lụm cái mộng nó về đang thắng vô vừa. Nó đâu? Muốn làm sao làm tiện thì làm, mà kéo bộ về gì? Chứ. Kéo gì nhà có một thằng một à. Kéo cái vỏ nè. Để à.
triệu nó có tiền 500 triệu à. Vậy thôi đi, giờ nó có kéo không? Thôi, cứ kéo cho được nó thôi, lấy được cá cho tổng mà kéo đi, chạy được không được thì nó về nó giả đâu, ai biết không nó. Dạ, trời trời. Bên chợ đi xe thấy dòng xa đi đó người tắt ở đây tới rồi. Hút máu. Quá hút máu rồi. Quá. Mà cái này dắt bộ không đủ máu hay gì thì ốm ốm không biết. Mẹ hơi nắng lúc đầu nó ra nó nhắn nắng hồi ra nó như hơi nắng với nó nhót rồi có ai mà nấu. Thì sao con cũng nắng vậy sao con không nót vậy trời vậy? Trời ơi, mấy người mập người ta mồ hôi mới đổ nhiều à. Quá trời dắt. Con nào cũng nay ốm quá cả nhà. Ốm cái mỏ nhận tiền để chơi. Cả nhà. Thì đang lót nhà mà đâu sợ. Cái này đang cái gì? Đang hùng lại rồi đâu sợ đâu hả? Không tính không không la thôi ai la. Tiền nghiệp chứ à. Ké không con đất vô sở hết trời rồi. Đất vô sở hả? Ừ, ở khúc ngoài đó. Ờ. Rồi cái nạn đó. Cái gì luôn á. Gì hả? Đất, sát chết đúng bụng. Ừ, có cái lọc á. Ông năm móc chưa? Năm non mất chưa? Rồi. Chú bà ba đâu hả? Tới bà ba hả? Đám bà ba đó. Nhà của ông 10 này chưa mất mà hả? Mười nào? 10 này nè. Chưa. Vừa xuống tới giỏ cả nhà, bữa nay bỏ bỏ móc vừa lời khô veo luôn nha. Dư hồi giỏ không bảy tắm ở đây nhớ. Giỏ bảy đậu đắng kìa, chấm nóng kìa. Đậu ngay dốc cầu bởi vì tiếng cầu kêu nghe lớn như lắm rồi cả nhà. Ủa mẹ nó bảy tấp đi chứ gì nói gì? Ủa mẹ đây nó chớ lên chứ gì? Mẹ nó. Đổ đây nó chơi không? Chơi đâu? Chơi chỉ chơi gì kia mà? Chưa, mình dùng nó chút nữa đi. Bán lâu. Giờ hai tú kéo chỗ này luôn hả?
Tôi kéo ông kia mà. Đâu kéo đâu, mình kéo à. Hết vừa rồi. Tôi lên phụ xe gù à. Như là 7 người bỏ ra 2 người à, còn 5 à. 7 là ai? 7 người. Là Dương Tư mình luôn hả? Ông đến vừa con kéo ra luôn à. Nam có làm không hả, là ông phụ thôi. Làm á, đến Dương vậy đó. Bàn đẩy xuống sông luôn rồi. Tôi để à. Được luôn, lên trước chút nữa đi. Để cái mũi nó, cái lái nó khẩm nó vô à. Nó rớt chết lông chết. Nó ghi băng kia nhiều không? Băng kia móc có thiên mốt à. Về nãy giờ móc đó chắc ở 500 nữa vậy. Sáng mắc cạn rau mát gì đó. Phải rồi đó, mắc sáng mạnh. Mà nếu mới lại là biến chết luôn mà. Dạ, cái hàng cây dùm lên sắc nặng quá, củi gì. Rồi hồi tắt xuống móc vườn này hả vậy? À, biết đâu nó móc á. Hả? À, biết. Chắc móc vườn này luôn chứ gì? Trời ơi, nổi gì phải gán móc chứ nổi gì? Dạ, chắc ăn làm phụng Phương không? Dạ. Chắc ăn làm phụng hả Phương? Phụng. Thằng Phương hồi hôm nó xỉn sáng nó mở mắt không thấy đường á. Có luôn hả? Gượt luôn hả? Rồi sao? Rồi sao? Giá hộ nào? Trời ơi, trời. Thử gáo cũng thử vậy sao biết đường cha. Thế vậy không á? Bỏ trái luôn thử vậy không á? Sao kỳ vậy? Trắng không? Trắng không? Trắng không? Trắng không? Trắng không? Trắng không? Rồi giờ ông nói trắng hơi khô. Trắng nó khô à? À cá gì không cá? Chế vừa đó đó hả? Ừ, khô hả? Ừ, tới đây tôi lùi. Anh dưới rồi. Ăn hả tới đây? Đừng đi xuống mà. Mắt con trước biết rồi. Ăn hả tới luôn đi. Nó nổi lên cái đích trên chân á. Biết rồi. Rồi Phương nó móc ở đâu mà mày ở đây vậy? Hả? Bên kia băng kia rồi. Băng anh Tùng. Băng anh Tùng về. Chở giang hồ nào mà chở vợ? Ờ cái thằng mà chạy xe vợ bạn cái cũng đó, phải không? Hồi nãy quay đầu xe đây nhà chú Bảy Tôm nè phải không? Là đó con của bà đó hả? Để, ta nói giọng hỏi với bụng á. Còn trái nữa. Thằng đó đó. Còn trái trong nhà kìa thấy không? Người thứ tư rồi, người thứ ba. Không phải, trong nhà bên đây nè, gần cái khạp kìa. Chỗ nãy ông xôm đó mà còn trái trong kìa. Nó, còn trái ở ngay chân khạp đó. Đi mà còn chở vợ chở con theo. Cái vợ nó vậy đó, ăn cái bụng á. Nó đi kiếm mà, nó lại đi kiếm mà. Kiếm luôn hả? Ờ. Lại kiếm mà ngốc chỉ móc vừa đó. Nhớ rồi. Vừa về tới nhà cả nhà. Làm thì dở nhậu thì có em. Chạy lăn sang lụp. Nó có phải nhậu mà sáng nó móc vừa bình thường đâu. Một cái nó đẩy vừa nạo không á chứ. 3 giờ nó nhậu cái nó lăn xăng xăng xăng. Móc vừa bỏ tôi lùm ra chứ. Đá lại. Má cái này là vừa nhậu à. Ủa ngoài còn vừa không mà về đây đông quá vô đi. Nó bự hả? Kéo rồi. 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 Kéo rồ
hết ngày làm việc của anh em rồi đó cả nhà. Giờ đấu gọi đó, nghe cả thơm thơm đấu rồi đó. Con qua tặng gà nhà ông Bảy đi đúng không? Có bạn anh được thiên không? Ủa được hai thiên không Tùng? Dạ dạ hả? Được chứ. Cái này có ba thiên vừa anh Tùng ơi, cặp vô liền xuống anh Tùng ơi. Liền đi còn lưng như cho thằng gỗ liền vô luôn. Dạ không luôn anh vậy đi. Liền rồi đó mà sao chắc này chưa qua nữa. Sao nó làm mơ dột? Vợ dột luôn đi. Vợ người ta còn mặn thì vợ có ba thiên dừa, người dột có mấy trăm dừa. Biết sao nhà nói vậy đó. Làm tối quá có bồi dưỡng gì không? Có, hồi bồi dưỡng hộp vịt sát phải á. Nhà Bảy hả? Nhà ông Bảy hồi nãy mua 20 hộp vịt giữa với hộp vịt sát 5 trứng à. Gì quá vậy? Với một con gà trống đá của mấy thằng nào cho sẵn từ thiện trong đó. Không biết nào. Mang tiền tượng. Cái ghe của Hoàng Thuận qua ban vô cống nữa rồi. Thằng Đạt banh có mũi luôn. Thôi video cũng dài rồi cả nhà, anh em về nhà rồi. Tạm biệt cả nhà, hẹn lại clip sau ơi. Tạm biệt cả nhà nha. Cái này chụp khói rồi. Nay làm anh em đuối dữ lắm này cả nhà, nắng quá. Vậy Bảo Bảo cũng hẹn cả nhà lại clip sau nha. Có xem video của Bảo Bảo mà có thấy anh em cực khổ ủng hộ cho anh em một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà.